vấn đề liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump thề sẽ trả đũa nước nào treo thượng để giết lính Mỹ. Cụ cố vấn hàng đầu của ông Trump bị bắt giữ với cáo buộc gian lận. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Trung Quốc nói Philippines phá hoại chủ quyền bằng cách đưa máy bay đến Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, vì thế trong lĩnh vực sản xuất toàn cầu của nước này là không thể lay chuyển. Các thông tin đáng chú ý khác ở châu Âu. Lực lượng không quân Đức và Israel lần đầu tiên tổ chức cuộc tập trận chung. Nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg kêu gọi lãnh đạo Đức và EU phải đủ can đảm đối mặt với các vấn đề khí hậu. Tất cả sẽ có trong FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Ba xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Mở đầu sẽ là những thông tin về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm thứ năm ngày 20 tháng 8 trong một cuộc gặp với thủ tướng Iraq tại Nhà Trắng, ông Trump đã thề sẽ trả đũa nếu ông biết quốc gia nào treo thưởng cho các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Afghanistan. Các báo cáo tình báo Mỹ được rò rỉ cho giới truyền thông hồi cuối tháng 6 cho rằng Nga từng trả tiền thưởng cho lực lượng Taliban để giết lính Mỹ ở Afghanistan. Tuy nhiên, Nga bác bỏ mọi cáo buộc và Tổng thống Trump lúc đó nói ông không tin báo cáo này. Theo CNN, tình báo Mỹ cũng đã chỉ ra rằng Iran đã trả tiền thưởng cho Taliban để tấn công vào quân đội Mỹ ở Afghanistan. Phát biểu trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kahimi tại Nhà Trắng mới đây, ông Trump cảnh báo nếu các báo cáo tình báo là sự thật, thì chính phủ Mỹ sẽ có biện pháp trả đũa thật thích đáng. Các đảng viên dân chủ tại Quốc hội và các nhà phê bình khác đã cáo buộc ông Trump là đã không xem trọng thông tin tình báo liên quan đến cái chết của binh lính Mỹ. Cũng trong cuộc gặp với thủ tướng Iraq tại Nhà Trắng mới đây liên quan đến các tranh cãi về các bản báo cáo thuế của mình, ông Trump nói có khả năng sẽ kháng cáo phán quyết lên tòa án tối cao nếu cần. Vào đầu tháng 8, một công tố viên ở New York đã yêu cầu xem hồ sơ khai thuế của ông Donald Trump, nói rằng đang điều tra báo cáo hành vi tội phạm kéo dài tại Trump Organization. Sau đó, tòa án tối cao đã ra quyết định rằng các công tố viên có quyền được xem hồ sơ khai thuế. Ông Trump đã nhiều lần bác bỏ cuộc điều tra, ông nhấn mạnh đây là cuộc săn phù thủy của tòa án tối cao Mỹ. Không có tổng thống nào phải làm điều này, tòa án tối cao không nên cho phép điều này xảy ra. Lẽ ra tôi không cần phải giải thích, vì vậy tòa án tối cao nên sớm chấm dứt cuộc điều tra này. Ông Trump cho rằng đảng Dân Chủ đã đứng sau những việc này. Bản thân ông đã không làm gì sai. Đây là một sự ô nhục cho bản thân ông cũng như cả nước Mỹ. Vẫn là một thông tin có liên quan đến Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, ông Steve Bannon, cựu cố vấn hàng đầu của ông Trump, đã bị bắt giữ với cáo buộc cùng ba người khác lừa đảo hàng trăm nghìn đô la Mỹ của các nhà tài trợ đã quyên góp cho dự án xây bức tường dọc biên giới với Mexico. Trong số 4 bị cáo tham gia vào vụ án này, có một bị cáo bị buộc tội là rửa tiền, mức án dành cho mỗi tội danh có thể lên đến 20 năm tù. Cụ thể các công tố viên cho biết, chiến dịch gọi vốn cộng đồng trực tuyến mang tên We Build The Wall, tạm dịch là cùng nhau xây bức tường, đã quyên góp được hơn 25 triệu đô la Mỹ, để thuyết phục các nhà tài trợ, các đối tượng đã nhiều lần khẳng định với công chúng rằng sẽ không bao giờ đụng vào bất cứ khoản tiền nào dù là tiền công, 100% số tiền sẽ thực hiện đúng mục đích của nó. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn trái ngược, họ đã dùng số tiền đó cho mục đích riêng. Ông Biden bị cáo buộc là đã nhận hơn 1 triệu đô la Mỹ trong số tiền đó thông qua một tổ chức phi lợi nhuận luật sư của ông Bannon cũng như phía Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi gì về sự việc này. Ông Bannon là cộng sự thân cận thứ 8 của ông Trump bị bắt hoặc bị kết án. Trong danh sách bao gồm cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử Paul Manafort, người bạn thân lâu năm và cũng là cựu cố vấn Roger Stone, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và cựu luật sư cá nhân Michael Cohen. Chuyển sang các thông tin về Trung Quốc. Hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ông Triệu Lập Kiên cho biết trong một cuộc họp giao ban hàng ngày rằng Philippines đã phá hoại chủ quyền của nước này bằng cách đưa máy bay quân sự đến không phận gần các đảo và bãi đá ngầm do Trung Quốc đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Trung Quốc đã kêu gọi Philippines dừng ngay các hành động bất hợp pháp này. Philippines hôm thứ Năm 20 tháng 8 đã đệ đơn khiếu nại về việc Trung Quốc tịch thu trái phép các thiết bị tập kết cá của cư dân Philippines tại bãi cảng Scarborough, một đầm phá đang tranh chấp và địa điểm đánh bắt chính cho Bắc Kinh nắm giữ ở Biển Đông. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Philippines cũng phản đối việc Trung Quốc tiếp tục đưa ra các thách thức qua radio với máy bay của Philippines hiện đang thực hiện các cuộc tuần tra hàng hải thường xuyên và hợp pháp trên Biển Đông. Cuộc phản đối của Philippines diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh trong khu vực lo ngại về những hoạt động khiêu khích của Trung Quốc và các cuộc tập trận quân sự tại các tuyến đường thủy chiến lược bị tranh chấp vừa qua trong một cuộc họp báo ông gao feng người phát ngôn của bộ thương mại trung quốc đã bác bỏ những ý kiến cho rằng thời kỳ mà nước này là công xưởng của thế giới đã qua ông nhấn mạnh vị trí của trung quốc trong lĩnh vực sản xuất toàn cầu là không thể lay chuyển được Ông Gao cho biết Trung Quốc là một quốc gia sản xuất lớn và là nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Trong 11 năm liên tiếp, nước này có một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh và là quốc gia duy nhất trên thế giới có tất cả các loại công nghiệp trong phân loại công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế ISIC của Liên hợp quốc. Ngành sản xuất của Trung Quốc đã hội nhập sâu rộng với chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu. <laughs> Từ đầu năm nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Trung Quốc đã kịp thời tung ra hàng loạt chính sách nhằm ổn định ngoại thương và đầu tư nước ngoài, đồng thời kiểm soát được dịch bệnh. Các doanh nghiệp được cấp vốn đã nỗ lực rất nhiều. China Manufacturing đã vượt qua thử thách. Trung Quốc đã góp phần của mình vào việc duy trì sự ổn định và an ninh của chuỗi công nghiệp toàn cầu và chuỗi cung ứng trong nước thông qua các hành động thiết thực. Trong những năm gần đây, nhiều công ty Trung Quốc đã điều chỉnh cách bố trí doanh nghiệp, trở nên công nghiệp hóa toàn cầu hơn. Đó là hiện tượng bình thường trong nền kinh tế thị trường, với nguồn lao động dồi dào, các cơ sở công nghiệp và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và thị trường khổng lồ 1,4 tỷ dân. Vào hôm thứ năm ngày 20 tháng 8, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Istana, văn phòng của Tổng thống Singapore. Tại cuộc họp, ông Dương cho biết Trung Quốc sẵn sàng chung tay với Singapore và các quốc gia thành viên khác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để thúc đẩy hòa bình khu vực cũng như vì ổn định, phát triển và thịnh vượng toàn cầu. Ghi nhận những bất ổn đang gia tăng trong tình hình quốc tế hiện nay, ông Dương cho rằng sự lan rộng của COVID-19 ngày càng cho thấy nhân loại có chung vận bệnh. Ông Dương cho biết đối mặt với đại dịch, Trung Quốc và Singapore đã và đang giúp đỡ lẫn nhau, giữ cho chuỗi cung ứng cũng như ngành công nghiệp ổn định và suôn sẻ. Đồng thời, ông cũng chỉ ra những điểm sáng khác trong nỗ lực chung chống COVID-19 giữa hai nước. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Singapore để củng cố những gì họ đã đạt được trong cuộc chiến chống lại COVID-19 và xây dựng hành lang thương mại quốc tế biển đất liền, một dự án chung của Trung Quốc và Singapore. Ông Lý cũng cho biết Singapore sẽ tận dụng tốt cơ chế hợp tác song phương hiện có với Trung Quốc để thúc đẩy mối quan hệ ASEAN Trung Quốc cũng như thúc đẩy phục hồi kinh tế khu vực và toàn cầu cũng trong thứ năm Trung Quốc và Indonesia đã chính thức triển khai một thỏa thuận ưu tiên di chuyển giữa hai nước. Thỏa thuận này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi nhân sự, đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh, duy trì sự thông suốt của chuỗi cung ứng đồng thời giúp phục hồi nền kinh tế của hai nước. Thỏa thuận này được ủy viên Quốc vụ Kim Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Rezno Masudi công bố trong cuộc gặp đàm phán tại Bảo Đình Hải Nam. 2020 là năm đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Indonesia. Ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Indonesia để thúc đẩy mối quan hệ song phương. Trung Quốc cũng đã hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hợp tác toàn diện với Indonesia trong nghiên cứu và ứng dụng vaccine. Ông Vương nói thêm Trung Quốc sẵn sàng làm việc với các nước ASEAN để đảm bảo hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực sẽ được ký kết trong năm nay và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ông Reno đã trao cho ông Vương một lá thư của tổng thống Indonesia Joko Widodo gửi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nói rằng Indonesia hoàn toàn đồng ý duy trì trao đổi giữa hai nước. Trong thư, tổng thống Indonesia cũng cho biết ông sẵn sàng đảm bảo việc ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực vào cuối năm nay và cam kết hợp tác với Trung Quốc để bảo vệ hòa bình và ổn định ở biển Đông. Chuyển sang một thông tin khác, vừa qua lực lượng không quân Israel đã triển khai các máy bay chiến đấu đến Đức để tham gia một cuộc diễn tập chung. Đây là một dấu mốc quan trọng mà lực lượng không quân hai nước đã hết lời ca ngợi, cho rằng đây là dấu hiệu cho sự hợp tác sâu rộng giữa Đức và Israel. Không quân Đức gọi chuyến thăm là thời khắc lịch sử và trung tá Đức Samuel Mabaza nói với các phóng viên rằng ông và lực lượng không quân của mình hoàn toàn nhận thức được ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm này. Về phần mình, trung tá của Israel, ông Oren Masliad, xúc động cho rằng ông cảm thấy trong tim mình dường như có điều gì đó rất xúc động, khiến ông hồi tưởng về quá khứ đau thương và nhìn về một ngày mai tươi sáng hơn. Chuyến thăm lần này vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với Israel. Tôi nghĩ không quân Đức chuyên nghiệp hơn nhiều. Chúng tôi có thể học hỏi từ họ cách quản lý nhiên liệu khi bay, cũng như lập kế hoạch bay một cách chi tiết hơn. Không quân Đức thực sự rất chuyên nghiệp. Cuộc tập trận chung cuối cùng có sự tham gia của lực lượng vũ trang Luftwaffe của Đức huấn luyện chung với không quân Israel ở sa mạc Negev vào năm 2019 liên quan đến hợp tác kinh tế giữa Iraq và Mỹ. Mới đây, thì Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi tuyên bố nước này mở cửa cho giới đầu tư và kinh doanh Mỹ. Trong một phát biểu tại cuộc gặp với ông Kadhimi tại Nhà Trắng vào hôm thứ Năm 20 tháng 8, ông Trump cho biết các doanh nghiệp Mỹ bị thu hút bởi nhiều triển vọng kinh doanh dầu mỏ ở Iraq. Tại cuộc gặp này, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết Mỹ sẽ rút quân đội khỏi Iraq, tuy nhiên không đưa ra thời gian cụ thể để thực hiện kế hoạch trên. Đến một lúc nào đó, quân đội của chúng tôi chắc chắn sẽ rời đi, chúng tôi sẽ giảm số lượng xuống mức rất thấp. Mỹ mong chờ ngày mà quân đội Mỹ sẽ không phải hiện diện ở Iraq và người dân quốc gia này có thể sống cuộc sống của chính họ, đồng thời có thể tự bảo vệ mình. Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng. Washington cho biết họ sẽ khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran tại Liên hợp quốc với cáo buộc Iran đã vi phạm thỏa thuận Iran 2015 dù Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018. Thưa quý vị, nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg hôm thứ năm ngày 20 tháng 8 kêu gọi thủ tướng Đức Angela Merkel hãy có đủ can đảm để suy nghĩ dài hạn khi thảo luận về vấn đề khủng hoảng khí hậu và các biện pháp chống lại sự nóng lên toàn cầu. Trong cuộc trò chuyện kéo dài 90 phút tại Phủ Thủ tướng, bà Merkel giải thích các ưu tiên chính sách khí hậu của bà đối với nhiệm kỳ Chủ tịch Liên minh châu Âu, mục tiêu đạt được sự trung lập về khí hậu của EU vào năm 2050 và các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp, Thunberg cho biết. To treat the Chúng tôi đã yêu cầu bà Merkel đối xử với cuộc khủng hoảng khí hậu giống như đối xử với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào khác và chúng tôi nói với bà ấy rằng hãy đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Điều chúng tôi muốn là các nhà lãnh đạo hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, ưu tiên cho tương lai phía trước và đủ dũng cảm để nghĩ đến tương lai lâu dài, lo cho dân và lấy dân làm gốc. Stenberg tham gia buổi trò chuyện cùng với các thành viên của nhóm chiến dịch thứ sáu cho tương lai Fridays for Future. Trong số đó có Luisa Neubauer của Đức và Anuna de Weaver của Bỉ. Theo The Weaver, bà Merkel nói sẽ không ngay lập tức phê chuẩn thỏa thuận của EU với khối thương mại Nam Mỹ Mercosur nếu các thành viên không thực hiện các thỏa hiệp liên quan đến môi trường. Vào đầu tháng 7, các bộ trưởng Mercosur đã báo cáo tiến độ về văn bản cuối cùng của một hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu, vốn đã mất hai thập kỷ để đàm phán và đã được đồng ý về biên tắc vào năm ngoái. Cũng vào năm ngoái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Brazil, một thành viên trong khối Mercosur, nếu Tổng thống Jair Bolsonaro rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Còn tại Mỹ, công ty khởi nghiệp X-Wing có trụ sở tại San Francisco tiết lộ họ đã triển khai thành công hệ thống lái tự động tiên tiến của mình trong các chuyến bay thử nghiệm. Hệ thống lái tự động tiên tiến này có thể cất cánh, bay và hạ cánh máy bay mà không cần người lái. Điều làm cho công nghệ X-Wing khác với công nghệ hiện tại là mức độ tự chủ. Máy bay hiện tại có rất nhiều tính năng tự động hóa, bay đến các điểm khác nhau, bay theo quỹ đạo nhưng chúng không thể tự cất cánh và hạ cánh hay phát hiện máy bay khác cũng như tự tránh chúng. Vì vậy khả năng ra quyết định của hệ thống này giúp chúng tôi nổi bật hơn so với các đối thủ. Mặc dù các phần của công nghệ này vẫn đang được thử nghiệm và sửa đổi, giám đốc điều hành X-Wing Mark PS cho biết chỉ vài tháng nữa phần mềm này sẽ được tung ra thị trường. Chúng ta đang ở buổi đầu của một kỷ nguyên mới trong ngành hàng không, được thúc đẩy bởi sự tự chủ. Chúng tôi nghĩ công nghệ bay tự động sẽ gây xáo trộn như buổi đầu của thời đại máy bay phản lực. Vào tháng 8, x đã nhận được chứng chỉ Park 135, chứng chỉ cao nhất của Cục Hàng không Liên bang Mỹ dành cho việc giao hàng bằng máy bay không người lái. Điều đó có nghĩa là X-Wing sẽ tiến hành vận chuyển hàng hóa giữa các tiểu bang cũng như giữa các quốc gia hoặc sẽ vận chuyển thư từ. Theo NASA, cơ quan này đã hợp tác với cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và cử một phi hành đoàn bao gồm Chris Cassidy, Ivan Wagner và Anatoly Ivanishin để theo dõi áp suất không khí và tìm ra nguồn rò rỉ trên trạm vũ trụ quốc tế vào cuối tuần này. Trong một tuyên bố trước đó, thì NASA cho biết, hai cơ quan đã phát hiện dấu hiệu không khí bị rò rỉ ra khỏi cabin trạm vũ trụ từ hồi tháng 9 năm 2019. Rất may là phi hành đoàn cùng với trạm vũ trụ chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm tức thời nào về tình trạng này sau đây là một thông tin về công nghệ tại mỹ thưa quý vị sau khi thử nghiệm sơ bộ thành công tại thị trường nhật bản mạng xã hội instagram hiện đang triển khai tính năng tạo mã qr trên toàn thế giới thay thế cho những phù hiệu theo kiểu của ứng dụng snapchat người dùng đã cập nhật phiên bản mới nhất của instagram giờ đây có thể tạo mã qr để những người dùng khác có thể truy cập nhanh vào trang cá nhân của mình để thực hiện người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng cài đặt có hình ba dấu gạch ngang và bấm vào một qr code Chuyển sang một thông tin khác, vừa qua trong tác động mạnh mẽ của dịch bệnh, nhà thiết kế kimono bà Hiroko Takahashi đã chuyển sang sản xuất khẩu trang vải. Bà vốn rất nổi tiếng trong lĩnh vực này. Mỗi tháng, công ty bà có thể bán được hàng trăm sản phẩm may mặc. Cho đến khi Covid-19 xuất hiện, tình hình kinh doanh của công ty bà cũng như cả ngành công nghiệp may mặc kimono đã bị đe dọa nghiêm trọng. Trước đại dịch, công ty của bà sẽ bán được từ 100 đến 200 bộ yukata mỗi tháng. Đây là một thành công lớn cho ngành công nghiệp này, trong khi doanh số bán hàng của các sản phẩm may mặc truyền thống Nhật Bản chỉ dao động trong khoảng 16% từ năm 1981 đến nay. Nhưng Covid-19 đã thay đổi mọi thứ, các cửa hàng bách hóa đóng cửa trong nhiều tuần, thế vận hội bị hoãn lại cho đến năm 2021. Các lễ hội mùa hè và các màn bắn pháo hoa thường là những dịp chính để người dân Nhật Bản mặc yukata cũng đã bị hủy bỏ trên toàn quốc. Không phải tôi bị thất nghiệp, chỉ là thay đổi công việc một chút. Nhưng thành thật mà nói, công việc kinh doanh hiện tại không thể so sánh được với trước đây. Mặc dù bà Takahashi đang cố gắng tạo ra thu nhập từ việc dạy học và sản xuất khẩu trang từ vải kimono, nhưng thu nhập của bà cũng đã có một sự sụt giảm lớn. Bộ yukata của công ty bà thường ở mức 60.000 yên, tương đương 570 đô la Mỹ và kimono là 3 triệu yên, tương đương 28.000 đô la Mỹ. Nhưng những chiếc khẩu trang này chỉ có giá 1.400 yên, tương đương 13 đô la Mỹ mỗi chiếc. Covid-19 cũng đang làm tê liệt toàn bộ ngành công nghiệp kimono, đến mức các nghệ nhân lão luyện trong nghề cũng thấy rằng không thể tiếp tục sống với nghề. Chuyển sang một thông tin thú vị khác, thưa quý vị, những ngọn đèn lung linh ở đền vàng Ấn Độ đã được thắp lên để kỷ niệm ngày cuốn kinh thánh của đạo Sikh được đặt vào trong ngôi đền. Tất cả những ngóc cách của ngôi đền đều chật kín những người sùng đạo và pháo hoa thì rực sáng trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh tráng lệ nhưng không kém phần uy nghi. Được biết, cuốn kinh này bao gồm các bài thánh ca của các vị đạo sư nổi tiếng và các vị thánh thiên liêng của đạo Sikh. Cuốn kinh có ý nghĩa tôn giáo quan trọng với các tín đồ theo đạo. Kết thúc bản tin hôm nay là một thông tin thú vị ở Israel. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi mà các rạp chiếu phim đang bị đóng cửa, thì khán giả đã được chiêu đãi một số chiếu thử tại rạp chiếu phim trên hồ đầu tiên của nước này trên những chiếc thuyền giữa mặt hồ lung linh ở thành phố Tel Aviv. Thật là một buổi tối tuyệt vời khi được xem phim tại một rạp chiếu phim theo phong cách Corona. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Cả gia đình tôi đều rất thích rạp chiếu phim này. Với việc các rạp chiếu phim đóng cửa vì hạn chế của sự lây lan Covid-19, thành phố Tel Aviv đã khai trương các rạp chiếu phim trên hồ để người dân có thể xem phim ngoài trời trong khi vẫn giữ được khoảng cách an toàn với nhau. Phía thành phố Tel Aviv cho biết, rạp chiếu phim trên hồ cung cấp chỗ ngồi trên 70 chiếc thuyền có bàn đạp và chèo, đặt trong một hồ nước ở công viên Yarkon. Các chỗ ngồi cũng được đặt cách nhau 2 mét để duy trì giãn cách xã hội. Hai bộ phim sẽ được chiếu vào mỗi buổi tối trong tuần cuối cùng của tháng 8 này. Buổi chiếu hôm thứ Năm, 20 tháng 8 với sự tham dự của khoảng 200 người là một buổi chiếu thở của rạp. Trước khi kết thúc bản tin hôm nay, FBNC xin trân trọng thông báo nhằm kịp thời chia sẻ với những số phận kém may mắn, những mảnh đời khó khăn trên cả nước. Sắp tới đây, kênh truyền hình FBNC sẽ khởi động chương trình vì xã hội mang tên Điều ước Việt Nam. Chương trình là câu nối để chúng tôi thực hiện trách nhiệm cộng đồng, cũng như là cánh tay nối dài của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế vượt qua khó khăn, sóng gió của cuộc đời để thay đổi số phận và hướng đến ngày mai tươi sáng hơn. Nếu quý vị biết đến những hoàn cảnh khó khăn, mong muốn vươn lên tìm một tìm sáng cuối đường hầm thì hãy liên hệ ngay với FBNC để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ. Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ điều ước Việt Nam a fbnc.vn hoặc hotline 096 39 38 351. FBNC rất mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Thế giới hôm nay cũng đã hết. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.